Và sau đây là phần nhắn nhủ cho toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Kính thưa đồng bào dân Việt quý mến, Thánh Gióng đã hy sinh suốt cuộc đời trai tráng của mình làm việc cho đến ngày hôm nay. Thì thưa đồng bào, Thánh Gióng rất là vui mừng khi mà chúng Thánh Gióng đối diện với sự thật. Vì Thánh Gióng đã cố gắng từ thời gian đến thời gian vâng lệnh, vâng lời Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Vì thế ngày hôm nay Thánh Gióng vẫn còn ngồi đây thưa chuyện cùng đồng bào. Và ngày hôm nay là cái ngày mà Cha Trời Thượng Đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta ra lệnh cho Thánh Gióng, thông báo và cảnh báo cho toàn thể đồng bào dân Việt chúng ta được biết, nói riêng và nói chung thì cho tất cả nhân loại luôn. Bây giờ nói chuyện dân Việt, nhân loại thì tôi đã nói rồi, nhân loại phải đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế toàn năng, thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho nhiều người khác được biết. Và đồng thời mỗi con người chúng ta cần phải sám hối gấp, sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu thì sẽ được cứu rỗi, bằng ngược lại là thì sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm. Đó là như thế cho tất cả nhân loại. Giờ nói chuyện riêng về đồng bào Việt chúng ta nè, Cha Trời Thượng Đế toàn năng mời gọi dân Việt chúng ta trước để làm việc vĩ đại này. Thế thì những ai thờ ơ đối với việc làm mà tôi kêu gọi trên 3 năm nay thì những người đó sẽ mất hồng ân của Cha Trời Thượng Đế toàn năng từ từ kể từ ngày hôm nay và mãi mãi sau này. Tức là hồng ân càng ngày càng giảm thì ráng chịu. Thế thôi. Vì thế, đồng bào hãy nhập cuộc gấp, liên lạc với tôi, hoặc là những ai mà đi lết không nổi nữa đó, không làm được gì hết thì cầu nguyện, được rồi, không sao, tốt. Còn nếu còn làm được gì đó, thì hãy góp công sức của mình, tiền bạc do mồ hôi nước mắt mình làm ra, đóng góp để chi, để chúng ta làm việc hàng ngày, thông báo tin mừng cho nhiều người được biết. Chúng ta cần thông báo những hình ảnh đặc biệt phép lạ mà chúng ta đã chụp được đến cho tất cả nhân loại, mỗi gia đình được biết. Nhất là gửi cái CD nhạc Tĩnh Tâm mà đồng bào đang nghe, nhạc đồng bào đang nghe bấy lâu nay, và hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra, và hình ảnh sư tử nhà Chúa hiện ra. Cũng như chúng ta cần có chương trình thường xuyên, mỗi ngày, có thể nói là 24/24, để thông báo cho tất cả nhân loại, nhiều người được biết về những phép lạ hồng ân cứu rỗi đặc biệt này đến cho nhân loại. Đó là việc mà Cha Trời Thượng Đế toàn năng mời gọi và ban cho dân Việt chúng ta được biết trước. Chúng ta có quá nhiều tiền bạc, nhiều thời gian mà chúng ta đã uổng phí quá nhiều. Thì đây là một thời điểm mà chúng ta hãy dùng thời gian còn lại của mình và tiền bạc của mình, mà hôi nước mắt của mình, để làm việc vĩ đại của Cha Trời ban cho và mời gọi mỗi chúng ta, ngõ hầu chúng ta được vinh quang, vinh hiển, sống đầy ý nghĩa, tồn tại đời đời kiếp kiếp cùng Cha Trời Thượng Đế toàn năng, cùng càn khôn. Thế thôi. Còn nếu chúng ta chậm trễ thì chúng ta sẽ mất. Vậy thôi, tôi không có gì để mà nói nữa, nói nhiều quá mệt rồi, bây giờ không nói nữa. Thành ra có thể là cuối tuần này tôi đang xin Cha Trời cho tôi, Cha Trời cho tôi nghỉ ngơi rồi, nghỉ từ từng rồi. Nhưng mà tôi lại, tại vì mình, tôi là vua nước Việt, tôi thương đồng bào của mình, thành ra tôi phải còn níu ráng xin cho con thêm, nhắc nhở thêm cho đồng bào con nữa. Thì có thể là cuối tuần này tôi sẽ được nghỉ ngơi, tôi không có trên đài truyền hình nữa, mà tôi chờ đồng bào làm bổn phận của mình. Hợp pháp bây giờ là cái gì? Thỉnh CD nhạc này có hình ảnh Chúa Giêsu và nhạc Tĩnh Tâm đến chi, để chúng ta có phương tiện để tiếp tục chương trình, và cũng như là mở một văn phòng 24/24 thông báo tin mừng vĩ đại cứu rỗi của Thượng Đế đến cho nhân loại. Còn nếu đồng bào chậm trễ thì tôi không chuyện gì hết, tôi chỉ nói chuyện đồng bào mà. Tôi làm việc trên internet, chúng ta đã có trên dưới 5 triệu view vô rồi để thông báo nhân loại đó. Còn cái chuyện mà đài truyền hình Việt Nam chúng ta thì văn phòng làm 4/4 đi, đồng bào phải đóng góp một bàn tay vô để chúng ta làm việc, không mất mát gì cả. Thỉnh nhạc Tĩnh Tâm, hình ảnh Chúa, đóng góp 10 đồng, 50 đồng, 20 đồng,
năm ba đồng, 1.000 năm cũng được nữa. Chúng ta làm việc hợp pháp, có giấy tờ, có receipt đàng hoàng, có license đàng hoàng. Chúng ta đóng thuế đàng hoàng nha, chứ đây không phải là cái kiểu như cái hội từ thiện, mở ra hội từ thiện rồi thu tiền bá tánh vô. Tôi không làm gì như vậy. No, của Caesar trả cho Caesar. Chúng ta hãy làm việc bằng hội nước mắt của mình, chứ đừng có bon chen chụp giật bốc hốt lường gạt. Thánh giống không có rảnh. Chúng ta là những người hiểu biết con cái của cha trời thượng đế toàn năng, chúng ta không có rảnh để làm những việc đó. Đây là việc làm quang minh chính trực. Còn nếu đồng bào không đồng hành với tôi sống thì có chuyện của đồng bào. Đồng bào sẽ không thấy chương trình của mình ở trên đài truyền hình trong những ngày tháng sắp tới. Mà chỉ vào internet đi học hỏi thêm. Trang nhà của chúng ta là YouTube, rồi vào hội đồng cứu nguy nhân loại, hoặc là vào dễ như vậy đủ rồi. YouTube rồi vào hội đồng cứu nguy nhân loại, hoặc là vào Đại Việt SOS, hay là FaceGodJesusChrist.com. Một lần nữa, hãy làm bổn phận của mình. Còn nếu mà đồng bào không làm bổn phận của mình thì tôi nghĩ rằng là tôi ước ao cuối tuần này là chấm dứt chương trình một thời gian, không biết cho đến khi đồng bào thức tỉnh rồi tỉnh nhạc sĩ đi đóng góp thời giờ của mình và tiền bạc của mình. Cách hay nhất bây giờ là thỉnh CD nhạc, dễ thôi, để tôi có phương tiện để mà có chương trình trên đài truyền hình nhắc nhở đồng bào. Và điểm quan trọng nhất là nhắc nhở cho tất cả nhân loại. Vì thế chúng ta cần phải góp sức với nhau. Chúng ta cần có một văn phòng làm việc 24/24 để thông báo những tin mừng đặc biệt này đến cho nhân loại. Một lần nữa, Thánh Giống thành thật kêu gọi toàn thể đồng bào hãy làm bổn phận minh vương của chính mình, mỗi cá nhân mình. Hãy làm bổn phận của vua nước Việt, tức là vua phục vụ cho nhau đó. Ở đây chúng ta sống trong một xã hội là chúng ta phục vụ cho nhau rồi. Ở đây không có ai mà ra lệnh cho ai đó. Đây là tinh thần tự giác. Vua nước Việt là cái gì? Là người đem hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng đến cho nhân loại nói chung, và đem hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng ưu ái đến cho dân tộc Việt của chúng ta, để mỗi người chúng ta tự quyết định giữa chính mình, linh hồn mình, đối với sự kêu gọi của cha trời thượng đế toàn năng mời gọi chúng ta nhập cuộc cùng ngài để làm việc chuyển mình. Đây là thời mạt kiếp qua thời thánh đức. Nhớ điều đó. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào chúng ta.